Kính thưa quý anh chị thân mến, chào mừng quý anh chị đến với Hoa Kiển Hùng Thi. Nếu quý anh chị muốn mời vừa, điện thoại ngay đến số hotline 0918 708 965. Đó, thì hôm nay tụi em vào vườn lai cho quý anh chị cảnh bứng cỏ để giao cho những cái vị khách yêu của Hùng Thi ha. Đó, những cái cỏ lá rừng ta đó. Đó, thật là chuyên nghiệp luôn. Đó, ta nhờ ơi, cỏ lá rừng ta rất là xanh đẹp nè. Hàng này mình mua về mình trồng sân vườn á, hoặc mình trồng cho rạ, cả nhà cũng rất là tuyệt vời. Cả nhà thấy không? Quá trời một xới cỏ luôn, nhà thấy không? Wow. Đắt luôn, rất là tuyệt vời luôn, cái bộ rễ phát triển cực kỳ tốt luôn. Đó, cỏ rất là đẹp luôn đó. Thì cái anh ảnh có một cái dao để mà anh bứng, anh sắn từng cái cuộn cỏ lá rừng ta của mình đó quý anh chị, để mà tụi em vô bao như thế này. Đó, rất là chuyên nghiệp luôn đó quý anh chị ơi. Wow, rất là tuyệt vời luôn, cỏ rất là xanh đẹp, đúng không cả nhà? Đó, cỏ đang phát triển cực kỳ tốt luôn nha cả nhà. Ai có nhu cầu mua cỏ lá rừng ta, alo ngay cho Hùng Thi với số hotline 0918 708 965. Wow, quá tuyệt vời luôn quý anh chị ơi. Thì hiện tại là cái lô cỏ này tụi em có khoảng tầm 2-3 ngàn bao luôn nha quý anh chị. Đó, thì mỗi một bao như vậy nè quý anh chị, thì tụi em sẽ trồng được là ví dụ mình đem về mình trồng thì mình sẽ trồng được tầm 2-3 mét vuông. Đó, cái loại này nè quý anh chị là loại thân bò, khi mà mình đem về phải không, là mình có thể mình sẽ quấn lại những cái này lại, bắt đầu mình sẽ dùi cái phần rễ nó xuống, bắt đầu mình có thể là có cái kéo á, mình cắt cái mình dùi phần rễ này xuống ha, mình trồng rất là dễ luôn. Wow, mấy cái phần này nè quý anh chị, khi mà mình về mình định có sợ là nó sẽ bị chết hay là nó hư gì, cái phần này nó còn rễ nè quý anh chị thấy không đó, quý anh chị cứ việc ghim xuống. Đó là khoảng tầm 10-15 ngày thì cỏ mình nó sẽ phát xanh ươm như thế này. Wow, rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Thì ngoài cung cấp cỏ lá rừng ta này ra thì bên em còn cung cấp một số mặt hàng cỏ thảm khác như là cỏ nhung nhật, cỏ lá rừng Thái, cỏ xiên chi, cỏ đậu phộng để mình mua về mình trồng sân vườn hoặc là mình thi công công trình với giá cực kỳ yêu thương luôn. Đó, thấy không? Quý anh chị thấy bột một bao không? Rất là nhiều luôn. Hả, quý anh chị thấy một bao hết sức nhiều không? Đó, quá trời nhiều luôn mà tụi em bứng nè. Quý anh chị thấy không? Đó, mình chịu khó mình về mình chỉ cần ghim cái phần rễ này thôi, cỏ này nó rất là mau phát luôn. Đó, hiện tại tụi em có nguyên một lô này là khoảng tầm 2-3 ngàn bao luôn nha quý anh chị. Nhanh tay gọi ngay Hùng Thi ha, để sở hữu những cái mặt hàng cỏ lá rừng ta như thế này để về trang trí cho cái ngôi nhà, hay hoặc là thi công công trình đó, hay hoặc là mình để mình nuôi những cái chú gà á, rất là tuyệt vời luôn. Wow. Nó vào chất dinh dưỡng rất là tốt luôn. Rất là tuyệt vời luôn cả nhà ơi, cả nhà thấy không? Cỏ xanh âm luôn, rất là mượt nè, bộ rễ phát triển tốt nè, đó cả nhà không, rất là tuyệt vời luôn. Đó, thì khi mà chuẩn bị mình bứng thì mình sẽ cắt bớt đi cái phần lá của trên của cỏ lá rừng ta đó quý anh chị. Nào quý anh chị thấy tụi em cắt không, cắt cho bớt khi mà mình vô bao nó sẽ gọn. Còn mà cái đám cỏ này nè, là khi là mình đã chưa có cắt, mình đang chuẩn bị mình ấy nè, đó thì cỏ nó lại ra như thế này, đó. Rất là tuyệt vời luôn. Hiện tại thì bên Hùng Thi có số lượng tầm khoảng vài ngàn nha quý anh chị. Nhanh tay đặt hàng bên Hoa Kiển Hùng Thi ha, qua số hotline 0918 708 965. Wow. Ngoài mặt hàng cỏ này ra thì mình còn nhận cung cấp gì nữa không em? Ngoài mặt hàng cỏ này ra thì bên Hoa Kiển Hùng Thi còn cung cấp một số mặt hàng cây công trình có hoa như bậc thái đủ màu, trang thái các loại, rồi trang mỹ hồng, rồi những cái súng sen, rất là nhiều chủng loại hàng cây công trình mà bên Hoa Kiển Hùng Thi đang nhận cung cấp với số lượng lớn luôn. Đó, thì ngoài những mặt hàng cỏ, những mặt hàng cây công trình nhỏ thì Hoa Kiển Hùng Thi còn nhận cung cấp những cái mặt hàng cây công trình lớn, cây xanh đô thị, cây chăm bóng mát như là Osaka vàng, Osaka đỏ, phượng vĩ, móng bò, liên sẹp, bàn đài loan. Đó, rất là nhiều. Có quy cách đường kính gốc tầm 9-10 xăng nha. Đó, quý anh chị ơi, nhanh tay đặt hàng nha, để sở hữu những cái mặt hàng cỏ hay hoặc là những mặt hàng cây công trình lớn nhỏ để mình thi công công trình những cái resort hay hoặc là làm những cái tiểu cảnh cho cái ngôi nhà của mình thì trên cả tuyệt vời luôn. Nhưng mà ngoài ra thì quý anh chị mua hàng bên Hùng Thi có một cái ưu thế là mua số lượng càng nhiều thì giá càng rẻ luôn. Và khi mà mình mua hàng bên Hùng Thi thì quý anh chị hãy yên tâm ha. Thì bên Hùng Thi đã có kinh nghiệm về 15 năm về lĩnh vực hoa kiển rồi. Và tụi em làm với một tiêu chí đó là uy tín và chất lượng trên hàng đầu. Thì quý anh chị hãy yên tâm khi mua hàng bên Hùng Thi nha. Wow, rất là tuyệt vời. Thì ngoài những cái like, những clip hàng ngày ra thì chúng em có tạo một cái kênh YouTube đó là Hoa Kiển Hùng Thi Vlog. Trên đó chúng em đăng rất là nhiều mặt hàng cây kiển, cỏ hãm các loại.
Quý anh chị vào đó xem thì hãy nhớ like, subscribe kênh YouTube để chúng em có thêm nhiều động lực tạo những clip hay hơn, chất lượng hơn nữa. Đó, thì quay lại mặt hàng cỏ lá gừng ta như thế này. Đó, quay sơ cho quý anh chị coi thêm một lần nữa về mặt hàng cỏ lá gừng ta đem chuẩn bị xuất bán. Đó, thì nhanh tay gọi ngay Hùng Thi nha, qua số hotline 0918708965. Wow, quá là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Cỏ xanh rất là đẹp đúng không cả nhà? Đó, cỏ này mình trồng sân vườn hoặc là mình thi công các công trình cũng rất là tuyệt vời luôn nha cả nhà. Đó, thì buổi chiều ngày hôm nay tụi em vào vườn live cho quý anh chị xem về mặt hàng cỏ lá gừng ta mà tụi em xuất bán. Thì em xin tạm dừng buổi live ở đây và chúc quý anh chị có một ngày thật là vui vẻ, mát mẻ và tràn đầy năng lượng nha. Bye cả nhà yêu.